Mình đang đi bộ trên một cái bãi biển gió nhẹ và thời tiết thì hôm nay khá là ấm áp. Thực ra là ấm áp là bởi vì mình trang bị rất là ấm. Sáng nay mình ngủ dậy nhiệt độ khoảng 7 đến 8 độ nên mình đã mặc một cái áo phao rất là dày, giống như là đi trượt tuyết ý. Thì đến đây nhiệt độ bây giờ giữa trưa chắc khoảng tầm 13, 14 độ C. Không quá lạnh đâu và gió cũng nhẹ thôi. Nhưng mà mình cứ trang bị cho thật ấm để đề phòng ra biển lạnh. Vì nhiều khi mình đi thời tiết nó cũng thất thường lắm. Có hôm thì gió to, mặc dù cùng 13, 14 độ mà gió to thì lạnh run người. Nhưng mà hôm nay thì gió nhẹ và nắng nữa. Mà hôm nay cũng rất là may mắn, bởi vì ra đến đây thì bầu trời trong và xanh và trời nắng nữa. Nhiệt độ bây giờ 13, 14 độ và hôm mà lúc mà mình xem dự báo thì là vừa nắng vừa mây. Nhiều khi vừa nắng vừa mây thì toàn là mây thôi. Để mình dùng flycam để quay cái đàn cừu ở phía đằng sau mình nhá, và cái bãi biển này cho các bạn cùng xem. Có một mình ở bãi biển không có ai đây cả. Mình quay một vòng camera để các bạn cùng xem. Không biết bạn nào có thú vui như mình là ví dụ như mình ra Mission Bay ấy, là mình ra đấy mình thường hay ăn kem. Mùa đông rồi ra biển và phải ăn kem nữa, nó mới đúng vị ra biển mùa đông. Ở đây thì các cái khu này thì khu vắng, bãi biển còn hoang sơ và ít người. Ở đây thì thường là dân local ở đây thôi chứ không có khách du lịch. Còn ở trong thành phố thì có bãi biển Mission Bay. Mission Bay thì cách trung tâm thành phố khoảng tầm chắc 7 đến 9 cây số thôi. Còn bãi biển này thì cách tận 70 cây số nên là khách du lịch thường là họ sẽ không biết những cái bãi biển như thế này đâu.